Những ngày này, nếu có dịp đến thăm những lúa rau của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp không khí làm việc hết sức nhộn nhịp, vui tươi. Từ sáng sớm, nhiều bà con nông dân đã ra ruộng rau, mỗi người, mỗi việc, tiếng cười nói rôm rã. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại Hợp tác xã Rau An Toàn Phước Hậu. Không khí làm việc những ngày cận Tết ở đây rất khẩn trương. Ngoài việc túc trực trên những luống rau, người nông dân còn luôn theo dõi diễn biến thị trường với một kỳ vọng có được vụ sản xuất trọn vẹn. Nói chung là mặt hàng rau Tết năm nay thì có khá hơn mỗi năm. Năm nay thì nói chung là giá như vậy là nông dân cũng có thể ăn Tết khỏe hơn mỗi năm nhiều lắm. Mỗi năm năm nay là đồ rẻ dữ lắm. Nó bình giá, chẳng hạn như từng ô, xà lách. Thì năm nay so với mọi năm thì năm nay giá này nó có thể ra gấp đôi mỗi năm. Các loại rau được bà con nông dân của Hợp tác xã Rau An Toàn Phước Hậu xuống giống để cung ứng cho thị trường Tết năm nay cũng rất đa dạng. Cái diện Tết mà xuống giống cái Tết này thì xã viên đã chuẩn bị là xuống giống là hơn 50% diện tích. Cái vấn đề mà để cung cấp cho cái thị trường trong dịp Tết này thì tương đối là đủ chứ không có thiếu. Thì hiện nay thì trung bình thì cái giá từ 10.000 đến 15.000 một ký các loại. Mà đây tới dịp Tết này thì chắc là phải lên thôi, nhưng mà không biết là nó lên nhiều hay ít thôi. Chỉ vì bởi vì dịp Tết thì tất cả gia đình nào là cũng phải là dùng rau hết. Thì có thể giá lên, nhưng mà năm nay thì chú thấy thì rau chắc nó không có lên cao đâu. Nó cô bác mình chắc cũng là yên tâm với vấn đề đó. Còn đây là những luống rau của hộ gia đình chị Kim Cương ở ấp Phước Hanh A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ. Bằng phương thức gieo trồng hữu cơ trong nhà lưới nhằm phòng ngừa sâu bệnh hại, những luống rau do gia đình chị sản xuất nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của khách hàng và được bày bán ở một số điểm kinh doanh thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Diện tích rau là 6.000 mét vuông. Thì chị trồng là cải ngồng, cải ngọt, cải xanh tư phụng, dưa leo, đậu bắp, rồi rau má, cần tàu, cần ô, nói chung là đủ loại hết trơn. Khó nhận biết từ gì nó, mà cái này thì mình thấy nó xấu hơn của người ta. Thấy nó có bóng bẩy hơn đa thôi. Tại một số điểm kinh doanh thực phẩm sạch, an toàn trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, chúng tôi thấy có rất nhiều loại rau được cung ứng từ nhiều nhà vườn trên địa bàn tỉnh. Chị Thúy Diễm, chủ cửa hàng thực phẩm sạch Rico cho biết, nhu cầu sử dụng rau sạch của người dân hiện nay là rất lớn. Bằng mọi cách để mình đưa cái lượng rau sạch vô đây để đáp ứng cái nhu cầu của người tiêu dùng. Cái giá rau sạch thì so với cái giá rau truyền thống thì cũng không cao lắm, trên là khoảng 5.000 đồng ký, cho nên cái người tiêu dùng họ chấp nhận. Cửa hàng thực phẩm sạch này thành lập khoảng được 3 tháng thì cái lượng rau bán mỗi ngày mỗi tăng lên, thì có ngày bán cũng được trên 50 ký rau. Cùng với đó, tại siêu thị Cấp Mắc Vĩnh Long, những sản phẩm nông sản sạch cũng đã được tăng cường, góp phần cung ứng nguồn rau xanh đảm bảo cho người dân trong dịp Tết.